Sao dạo này còn đua không bạn? Ê, tôi mới tậu một con xe hơi vi đỉnh luôn á. Bạn hỏi vòng vòng bên bạn coi có ai mà chịu đua độ á, cáp kèo với tôi. Ok, chốt bạn. Anh Phương. Hả? Anh đua xe hả? Ừ. Mày làm gì vậy? Em làm cái gì vậy? Mày bấm bấm cái gì vậy? Em bấm điện thoại. Đưa điện thoại ra coi. Thôi, chuyên tư. Đưa điện thoại ra. Mày gọi 113 làm cái gì? Hả? Em... Mày gọi làm cái gì? Muốn đua xe. Tao đua xe hồi nào? Hồi nãy anh mới nói em hỏi anh đua xe hả anh ừ? Cho anh thay lời, anh thay mặt rồi. Dạ, dạ ông nội. Tôi đua xe trong game ông nội. Game Cat Rider Red Cộng. Tôi đua xe hồi nào? Trong game có công an. Trong game làm việc có công an? Tiếc. Ê lộn. Không, không, nhưng mà hồi nãy em gọi 113 là để em báo. Anh Phương chỉ đua xe trên game chứ không đua xe ngoài đời. Mấy anh làm ơn đừng hiểu lầm và bắt anh Phương. Mày bớt bớt lại nha. Tao thấy mày bữa giờ là cái miệng mày hơi bị lẻo lự rồi đó. Gì của mình lo chưa xong rồi đặt tài lanh hả? Rồi mày ngồi đây làm gì? Làm chủ hả? Em mắc ỉa, cho em ngồi. Mắc ỉa, mắc mới thì mày ngồi đây. Em thôi vậy, em đi hả? Em nín, em díu lại. Đi nhanh vô bưng nước. Ê, đua trong này cảm giác đã thiệt, y như ở ngoài vậy đó. Tay cầm điện thoại như cầm vô lăng nữa. Trời, Cat Raider Red Cộng mà mày. Có nhiều chế độ lại phong cách chơi khác nhau. Tha hồ mà chọn luôn. Đó. Rồi. Trời. Giúp đem giúp em. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ không có gì. Dạ. Anh chơi game né né liền. Dạ dạ. Mày làm gì vậy hả? Em chụp cái ly của khách. Bình thường mày toàn làm bể ly không à? Rồi tự nhiên bữa nay khách người ta làm rớt ly mày nhào lại mày đỡ là sao? Mày có còn phải là mày không Vinh? Còn nhưng mà em tính làm vậy để cho tốt hơn. Tại em nghĩ nha, nếu mà cái ly đó bể á mà không bắt đền khách á thì quán mình sẽ thiệt hại nè. Thay vì mình tốn một chút công sức để mình chụp cái ly đó nhưng mà khách sẽ không bị thiệt hại và có cảm tình với quán, mình sẽ ghé quán nhiều hơn nè. Mày có còn là thằng Vinh phục vụ của tao không? Những thằng Vinh ngày ấy anh hãy gọi nó là đã từng, còn thằng Vinh bây giờ bộ anh không muốn nó vậy sao? Không không muốn muốn cứ như vậy mà phát huy nha. Tốt lắm. Có gì anh lên luôn cho nha. Anh ơi, ra ra dạ anh kêu em. Dạ của em hết nhiêu anh? Của anh là trà sữa đuôi mon với trà đá đuôi mi là mỗi ly 50 là 100. Đây em gửi. Dạ cảm ơn. Ê dưới 20 mà. Dạ thôi phục vụ tốt quá em bo luôn. Thôi bổn phận của em à. Thôi thôi nhận đi, mốt ghé nữa vậy. Cảm ơn anh. Dạ. Nè chơi không? Cho đua một vòng nè. Dạ thôi. Em
còn khách nên em còn phải phục vụ. Giờ này còn có mấy khách mà, ngồi chơi xíu đi. Dạ thôi, còn khách là còn làm, với lại em còn phải vô em tranh thủ em rửa ly rửa chén xong hết tất cả công việc rồi. Thì thôi, chút khách xong rồi dọn dẹp xong rồi ra đi, anh đưa điện thoại cho chơi. Dạ thôi à. Tại xong hết công việc rồi, em còn phải về sớm để em nghiên cứu những clip trên YouTube top 10 cách phục vụ tốt nhất thế giới. Với sau đó thì em sẽ ngủ sớm để sáng em có tinh thần thật là thoải mái, ngủ đủ giấc, em tươi cười với khách hàng. Với lại em đang tập nhìn thẳng vào mắt khách hàng thật chiều mến mà không bị nháy mắt à. Thôi được rồi, muốn làm gì đó làm nha. Anh xem xét anh lên lương cho. Thôi. Từ đó đến giờ em gây thiệt hại cho anh Phương nhiều rồi. Anh Phương cứ để cho em một mức lương nào mà em cảm thấy là có thể đền đáp cho anh được công lao dưỡng dục của anh bấy lâu nay là được. Thôi lo làm việc đi. Dạ. Em đang kiểm kê lại. Cuối cùng thằng Vinh nó cũng đã trưởng thành. Thôi từ từ nha. Mày làm cái gì vậy? Cứ từ từ đi, em cho anh Phương một cái bất ngờ bự cho bá. Từ từ, ở đây cái cầu thang nè. Xuống 3, 2, 1, nhấn một cái. Làm nhấn cái trò gì vậy? Rồi, 1, 2, 3, BOOM! Cái gì? Tinh. Trời ơi, dữ không? Sinh nhật thôi mà bị bày trò chứ gì không biết à. Trời ơi, vậy nó mới bất ngờ. Chứ mấy đợt trước sinh nhật là anh toàn ăn ở ngoài đường. Thường lắm nha. Cảm ơn nha. Chưa. Cái này chỉ là bề nổi thôi. Còn một bề nổi trên cái bề nổi đó nữa. Là gì? Vậy mấy anh em của tôi ơi, quá dữ luôn. Chuyện này là sao? Em thực hiện cái đam mê của anh Phương á, nhưng mà bây giờ cho anh trải nghiệm ở ngoài đời thật. Sao, đã sẵn sàng cho con đua thật sự chưa? Cái này hiểu lầm hay sao? Chứ tối giờ tôi đua trên điện. Sẵn sàng. Mời mấy anh đắp máy xe. Cho tôi hỏi ai là người tổ chức cuộc đua đây? Thôi được. Ai tên Phương? Quỳnh Phương là đây, còn Phương khác không biết. Có hình luôn à? Mà anh về phường làm gì? Hiểu lầm thôi. Đua trái phép. Hiểu lầm thôi Vinh. Sinh nhật tao. Anh cũng hiểu lầm em thôi. Sinh nhật tao. Từ lên đi rồi em tính. Sinh nhật tao. Anh có liên quan gì tới vụ này không? Không. Em nhùng quá. Sinh nhật tao ở trên phường phải Vinh, mày tổ chức trên phường phải Vinh. Yên tâm đi, em sẽ ghi về nghiên cứu top 10 clip tổ chức đua xe mà ông bị bắt. Tôi là Thái, tôi có một niềm đam mê bất tận với tốc độ, với những chiếc xe đua. Đúng, và thần tượng của tôi đó chính là những anh chàng Racing Boy. Cảm giác nàng vô qua những con đường và được nhiều người nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, thật là sướng biết bao. Đi vô khác rồi, ngày nào cũng vậy. Trai, cặp mâm này lên nhiêu size à? Nhiêu kìa mẹ tao.
Cái gì? Mới độ cây bồ ngon quá anh trai. Độ kìa mẹ tao. Mày có độ đi nữa không? Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Vì tôi rất sợ tốc độ. Vì vậy phương tiện tham gia giao thông của tôi là chiếc xe đạp này. Nên đôi khi đi bộ cũng là một giải pháp an toàn. À không, không chỉ tốc độ, tôi còn sợ rất nhiều thứ khác. Ví dụ như là sợ dao, sợ ma này, sợ sếp, sợ vợ này. Vâng, tôi sợ tất cả mọi thứ. Từ nhỏ tôi đã là một cậu bé nhút nhát. Cậu, cậu. Dạ, dạ. Cậu dẫn tôi qua đường giùm nha. Dạ, dạ. Dẫn qua đường. Dạ. Xe đông quá, tôi sợ quá. Dạ, dạ. Đây, đây. Đi từ từ anh. Ôi, mày nhát quá vậy. Đừng đừng chửi con, sợ. Cảm ơn dắt con qua đường. Thôi đi, để tao đi một mình. Chết cha, quên mua đồ bên kia. Ai đó giúp đỡ. Bố thí cho tôi già nghèo khổ này. Mệt mỏi. Dạ. Ông ơi, ông cầm ít tiền nha ông. Cậu ơi, bữa giờ tôi không có gì bỏ bụng hết. Tôi đói quá. Uống nước vô cái bụng nó sình ra, đói quá. Thôi ông ăn phần cơm này đi. Alo anh nghe nè. Ông ấy đâu mà đến giờ chưa về nữa? Anh về liền á, tại em đòi hỏi quá. Cho nên thằng bán cơm nó mới làm lâu. Với là anh mới đi có 15 phút. 15 phút mà. Không nói nhiều nữa. Bây giờ ông về nhanh lên đi, còn đi mua cho tôi cái nồi cúng điện nữa. Nhanh lên. Dạ, 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 dạ. Anh về liền. Về liền. Dạ. Thôi, ông ăn cái hộp cơm này đi. Cảm ơn cậu. Cậu quả thật là tốt bụng. Dạ. Hộp cơm cho vợ của cậu. Cậu sợ vợ như vậy mà còn nhường cho tôi sao? Dạ. Thôi ông cứ ăn đi. Ông ăn đi cho khỏe. Còn chuyện vợ con á, để con ráng nghe nó chửi một chút. Không sao đâu. Ủa, khá khen cho cậu. Cậu quả thật là một cậu bé tốt bụng. Tuy rất sợ vợ nhưng vẫn nhường phần cơm của vợ cậu cho ta. Vậy là ông là ông tiên. Ông thử lòng con rồi cho con một điều ước phải không? Nếu con có một điều ước, con sẽ ước điều gì? Con sẽ ước được về nhà với vợ con ngay lúc này, rồi cầm hộp cơm đưa cho nó để nó không chửi. Con đúng là một cậu bé không tham lam, chỉ ước những gì mình cần trong lúc này thôi. Dạ dạ, ông không biến cho con nhanh đi, ông nó chửi con. Không biến được. Biết sao không? Bây giờ có con Doraemon có cánh cửa thần kỳ rồi, cho nên mọi nhà tiên của chúng ta hợp lại chốt là sẽ bỏ hẳn cái phép dịch chuyển luôn. Thần tiên không cần phải học phép dịch chuyển là tốn 100 năm lận. Rồi cái cửa đó đâu? Ở Hawaii á. Là sao? Vợ ta lấy cánh cửa đó đi du lịch rồi. Ông ăn đi cho bớt sản, thấy ông sản lắm rồi đó. Ta là tiên, ta nói thiệt, con phải tin ta. Thôi ông đừng có giỡn nữa, đừng có lấy nỗi đau của người khác là giỡn. Ăn đi, về nó dữ lắm, nó cạo đầu con á. Vợ con làm thợ cắt tóc hả? Sao lại cạo đầu? Tóc đẹp đấy.
giữ nha. Giữ đi. Không đổi nha. Không đổi. Thôi, ông này giỡn hoài, ăn đi. Con phải về rồi. Trời ơi, ta đã nói ta là tiên, con phải tin ta. Rồi bây giờ về đi, con hãy ước con là không sợ vợ nữa đi. Ước đi chứ biết đâu, được không được cũng đâu mất mát gì đâu, không? Cũng là ý. Ông ấy đâu mà đến bây giờ còn chưa về nữa? Biết mấy giờ rồi không? Dạ, vậy liền để anh chút đi, anh nói chuyện với ông Tiên xong đã. Ông giỡn mặt với tôi thế à? Về nhanh lên. Đâu có giỡn, em chờ chút nha anh. Ông hứa cho anh điều ước, anh ước thử rồi. Được thì vui, còn không được anh đưa ông đi chạy tâm thần. Ông lõ lắm rồi, nhìn sẵn không biết có chơi đồ không. Có gì vô đó có người ta lo cho ông, tội ông. Ông mà về muộn phút nào tôi xé xác ông phút đấy đấy. Nhanh lên. Nè, ta nghe nha. Ta không có bị lõ, ta không có sản gì cả. Ta không có điên dại. Ta là tiên thật. Con lo cho ông thôi, thôi ăn đi rồi có gì con phải về, đừng có chọc con nữa. Vợ con dữ lắm hả? Dữ lắm, nó dữ cực kỳ luôn. Mới đây nè, con chở đồng nghiệp về thôi nha. Chở con tí xíu mà nó không cho con vô nhà luôn á. Thật là quá quách. Trời ơi. Thì đó, bữa đó con với nhỏ đồng nghiệp của con gọi điện thoại giải thích, nó không có nghe, nó không tin, nó không cho vô nhà luôn. Đồng nghiệp nữ à? Đồng nghiệp nữ thì ghen tuông thì cũng có đúng, nhưng mà để không cho vô nhà thì hơi quá quách đấy. Thì đó, bữa đó hai đứa mắc mưa, ướt nhẹp luôn, con phải vô nhà nó thay áo. Thay xong rồi mới về được. Tức, mà tức nữa, tức cái này mới tức nè. Thằng bạn trai của nó không có ở nhà, nó nói với con nó sợ ma. Con phải ở lại đó, dỗ cho nó ngủ an toàn rồi con mới về. À, bữa đó con ở tới 1 giờ đêm luôn. Tao mà là vợ mày, tao cũng bêm cho mày luôn rồi. Thiệt, không có làm cái gì thiệt. Con chỉ dỗ thôi. Không làm vậy nhưng mà có cái gì thì kể người ta giấu mấy cái chuyện kia chứ. Kể như phim vậy. Nó bị cản, đồng nghiệp với nhau rồi. Con thấy tội nó cho con giúp thôi. Thôi, không liên thuyên nữa. Dù gì con cũng có ý tốt. Ta sẽ giúp con khỏi sợ vợ nữa. Biến. Thôi ăn đi ông ơi. Biến gì, không có thấy cái gì hết. Không thấy gì khác sao? Có thấy cái gì khác đâu, bình thường mà. Ừ, vậy thôi, về nhà đi để vợ chửi. Vợ nó chửi thì sao? Đó, con đã hết sợ vợ rồi chứ. Ôi, sao con không thấy sợ nữa ta? Không những con không sợ vợ nữa, mà con sẽ không sợ bất cứ thứ gì ở trên đời này, cho dù trời có sập đi chăng nữa. Mất dạy. Ừ, cái này con không sợ, con xin lỗi. Ông. Ông cho con thực hiện điều ước đó nha. Cái này là con muốn lâu lắm rồi mà con không dám làm. Bây giờ là con đủ dũng khí con làm rồi. Con thử xem. Gì nữa? Con về chưa? Về cái gì? Nói cho cô biết là tôi không thèm về. Và tháng lương tiếp theo tôi cũng không đưa một đồng bạc cắt nào cho cô. Ghê không? Thấy tôi ghê chưa? Này, ông ăn trúng cái gì đấy? Hả? Ăn trúng cái gì? Không ăn trúng cái gì cả. Nha. Báo cho cô biết, từ giờ trở đi tôi không có sợ cô nữa. Nhà là phải có lóc. Ông thích làm lóc không? Ông tính giỡn mặt với tôi đấy à? Tôi cho ông ngủ ngoài đường luôn bây giờ. Cái gì? Hù hả? Hù hoài, sợ quá cơ. Sợ quá cơ. Nè, không về nhà thì tôi đi qua nhà bạn gái tôi ngủ, nhỏ đồng nghiệp á. Ông kêu ông dám à? Dám sao không dám? Nè, đừng có thù, đừng hách tôi nha. Bác không biết gì á. Thôi à. Alo. Ôi. Hey, dũng khí quá. Ê, chàng trai trẻ. Dạ. Không sợ vợ và bố láo nó khác nhau à. Con đang nói chuyện bố láo với vợ con á. Không sợ vợ có nghĩa là không sợ vợ mình giữ nữa thôi. Đâu phải việc gì mà thách mình phải đi ngủ với người khác. Con không thương vợ con sao? Dạ thương, nhưng mà giờ con hết sợ rồi. Con cảm ơn ông. Cảm ơn ông nhiều. Thôi, ta đi đây. Dạ. Quên, không có phép ta dịch chuyển nữa. Dạ. Ta đi bộ. Dạ, cảm ơn ông.
Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Ông nghe. Tiền, tiền, tiền. Trời ơi, đây chỉ là phép thôi. Dạ. Dạng công quả. Cái này nó như nó mười mấy ngàn. Nhanh lên tụi mày, ra đây, ra đây. Nè. Ê, đứng lại. Tất cả đứng yên đó. Điện tỏ là tao bắn nó luôn. Bình tĩnh anh trai, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó mà. Mọi người yên tâm đi, không sao đâu. Giờ anh có con tin rồi, có chết tôi chết trước. Mọi người cứ đi trước đi, không sao không sao, an tâm nha. Mày có tin là tao bắn mày nát sọ không hả? Dạ tin chứ anh trai cướp. Tin thì im cái miệng mày lại. Ơ kìa, sao em phải im nhỉ? Em thấy không gian ở đây đang rất là căng thẳng. Em muốn nói cái gì đó nó vui vui một chút, lãng mạn một chút, để cho cái không khí này nó giãn ra, vui hơn. Ê, dạ. Tao đùa với mày hả? Tao bắn mày thiệt đó. Dạ. Anh trai cứ việc bắn em đi anh trai. Em không có sợ đâu. Nhẹ thì anh trai tù chung thân, còn nặng thì tử hình. Đứng ở trên đài bị bắn đoạn, đoạn, đoạn. Đã lắm. Anh trai bắn em đi anh trai. Em có giận đâu. Chắc là do kiếp trước em nợ anh trai một mạng, cho nên là kiếp này em trả thôi. Ai mà không phải chết, sinh lão bệnh tử mà, đúng không anh trai? Anh trai nè, cái ngày mà anh sinh ra trên cuộc đời này đó, ba mẹ anh cười rất là hạnh phúc. Nhưng khi anh chết đi rồi, anh có muốn người ta cười vô mặt anh không? Hay là khóc thương tiếc, rồi cái chết của anh sẽ thoáng qua như một cơn gió. Anh tận tuổi này rồi, anh đã làm được gì cho đời chứ? Tôi... đã làm được chưa? Tôi... thôi, quay đầu là bờ, vạn sự tùy duyên. Tôi sai rồi. Anh gì quá, mà hắn bắt tôi đi. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm anh. Không có gì đâu. Anh trai nè, không có gì hết. Tôi sống với vợ tôi cả đời, tôi còn không sợ. Nói chi anh ở tù còn có ngày ra mà. Không sao đâu, cố lên. Tôi tin anh. Cố lên nha. Tạm biệt anh. Cố lên. Có quay đầu là bờ. Không có gì. Anh trai, anh trai, cứ anh trai. Cái gì không đứng kìa. Anh trai. Chúc mừng con. Con đã vừa làm một chuyện tốt. Con thật là can đảm. Tuy nhiên là nó hơi nguy hiểm đến tính mạng đó nha. Con không sợ. Bây giờ con sẽ thực hiện ước mơ tiếp theo của con, đó là làm racing boy. À, mấy người mà đua xe thể thức 1 có đường đua, đường bít. Không, 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 không. Racing boy là mấy anh mà đổ xe rồi bốc đầu rồi nằm xè dãy đuôi cá rồi đó. Chi vậy? Nè, cái đó thật là nguy hiểm. Đó không phải là những cái mà hợp pháp. Con không muốn được làm chuyện đó. Rồi chưa kể con không sợ á, thì con sẽ chạy rồi con không sợ tốc độ, con sẽ đụng người ta gây thiệt hại đến tính mạng của con người. Ủa ông nói sao chứ con thấy mấy anh racing boy chạy ha, người ta giỏi theo, người ta ngưỡng mộ lắm luôn á. Ngưỡng mộ? Ừ. Ồ. Được, ta sẽ dắt con đi coi cái này. Cánh cửa thần kỳ. Đúng. Vợ ta đi du lịch xong rồi. Đi thôi. Ôi đã thiệt luôn á. Trời mẹ. Đã hả chú ha? Cảm giác nhanh chú. Đã cái đầu mày á đã. Đó mày đứng lại đập chết bà nó rồi. Tao đua xe tao vô mấy cơ quan là có cấp phép, có tổ chức người ta đua. Ủa cái đường không có nổi để lại hay gì á. Ủa chạy sao chạy à. Ủa thấy chú nhìn tưởng chú ngưỡng mộ chứ. Đó mà đứng lại đập chết cha nó. Nó chạy rồi con cháu nó ngủ không được. Nó quật nó mấy gài rồi, me nó mấy gài rồi đó. Giống như nó chạy đi kiếm chuối nó dằn bụng nó vậy á. Bữa nào cũng bị bô vô đầu à, không biết giờ nào á. Thôi mày đi gác đi. Ông quýnh kìa. Vậy mà hồi đó giờ con tưởng là người ta ngưỡng mộ không á. Mà thôi không sao. Nếu con không đua xe thì vẫn có cách để cho con thả đam mê tốc độ của con. Có hả ông? Ông biến ra cái trường đua cho con hả? Không, mà chính là nhờ vào game Cash Rider Rush cộng.
Đây là game đua xe, con coi đi, giải trí lắm á. Coi đi, diễn đi. Dạ, con cảm ơn ông. Ê, điện thoại đây. Ủa, chứ không phải biến ra game cho anh. Điện thoại nào cũng có thể tải game. Cứ lên tải game tại Google Play hoặc App Store nhé. Dạ, con biến rồi. Thôi, ta đi đây. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Chúc con vui vẻ với niềm đam mê tốc độ của mình. Con cảm ơn. Chồng ơi, chồng, ăn trái cây này chồng. Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon. Ừ. Ừ. À, cái khúc này để cho em chơi cho. Em chơi thử. Em không biết đâu. Đây này, em hay. Ôi. Cái khúc rip xe này phải như vậy nè. Anh thần thục 8 kỹ năng rip xe trong game Cat Rider Red cộng rồi đó. Ui, ghê ghê. Chị cho em ơi. Nè nè nè, đó, em cứ làm giống anh. Đâu đâu đâu, như thế nào? Kéo xuống. Đó. Mà nè. Hả? Mày mốt có được ăn hiếp tôi nữa nghe chưa? Chồng. Với lại lần trước chồng bắt cướp xong rồi còn được lên tivi nữa, vang danh cả dòng họ luôn. Sao mà em ăn hiếp chồng được? Đúng rồi, muốn đánh chưa đó à. Nhà là phải có nóc nghe không? Ai là nóc đấy? Tôi là nóc chứ ai. Không sợ vợ và bố láo nó khác nhau à. À. Ủa, tôi kêu đúc xài cho... Đúc xài cho anh ăn chứ không phải là hung. Vợ chồng người ta cũng hôn được chứ nhỉ. Miếng. Đúc xài rồi. Miếng. Ê, thấy xe tao lấp lánh không? Trời, mới đổ hai mấy cái dĩa hả? Tới liền. Ở đâu ra nhiều quá vậy? Của ông Tư đầu sớm đó. Rồi tuần trước là ổng bỏ mấy cái đĩa cũ tao canh tao hút liền. Hy mai mốt dẫn tao đi với. Trời ơi, có đâu chừng nào ổng bỏ tao canh tao hút mày. Đưa tao 20 là có liền. Trời ơi, mấy cái đĩa mà mày không lấy tiền của tao. Trời ơi. Hai mít ướt quá à. Mày đừng chọc nó nữa rồi. Ê, mít ướt lưu liêu. Cãi tao, cãi tao. Thôi, thầy này đi đừng khóc nữa. Tí về tao cho đĩa, nhà tao nhiều đĩa lắm. Thiệt hả? Cảm ơn Bi nha. Mày một lớn lên á, hãy sẽ cưới cái Bi làm vợ. Thôi vậy thôi, tao không cho cậu điện nữa đâu. Mấy đứa này chậm nó hoài à. Tụi bay không lo nhìn chiếc xe của tao nè, con có gì mới không? Trời ơi. Nè. Ê, kiếm đâu ra hay vậy? Bữa nào có cho tao chứ. Ừ, bữa nào tao dắt qua bên anh Yubimon bển độ xe á. Lấy mấy cái nào bỏ gắn vô. Kêu tao đi nha. 30 ngàn. Anh em tiền bạc. Giỡn, anh em tiền bạc cái gì không? Ai tụi bay, mấy mốt lớn lên tụi bay ước mơ làm gì? Lớn lên tụi ước mơ tao sẽ là chủ một cái ga xe thật là lớn. Còn tao hả? Tao sẽ là hả chủ của tất cả những chiếc xe hơi xịn nhất để đem vô gara của mày làm xe. Ơi, chủ các loại xe là có luôn xe đầu gồng á hả? Xe hai cái đầu gồng á? Đúng rồi, mình sẽ lái xe đó, mình chở bạn đó. Nói vậy cũng bạ không à. Ai kêu, đi đâu vô chi? Còn tớ ước mơ trở thành nhà thiết kế siêu xe xịn nhất thế giới để thiết kế cho xe của cậu. Trời ơi, trời đừng quá trời luôn. Còn Thái sao? Tao sẽ là một tay đua chuyên nghiệp siêu vũ trụ để lái những chiếc xe của mày. Trời đúng ơi. Rồi đó, cứ lái xe thoải mái đi rồi đua khi nào mà đụng hư xe vô ga xe tao làm cho. Ừ. Ôi, nói gỡ không mà lao tao lái rồi đụng là chết luôn á. Ừ, đâu mà lái xe gồng thì muốn lái sao lái. Khùng quá. Nè, nói được là phải làm được nha, dám chơi không? Chơi, chơi. 1, 2, 3, quyết tâm. Sao? Con này sao? Được, ngon à. Đúng như ước mơ của tụi mình hồi nhỏ.
Nói cho mày biết nha, con này mã lực cao lắm, vô trường đua là bao sân. Nghiên cứu khá là kỹ rồi đó. Chứ sao mày, một khi mà đã mà quyết định với lấy cái con này á là ảnh sáng suốt lắm á. Dạ, chào anh. Chào anh trai. Rồi, cảm ơn hai bạn đã sửa xe giúp anh nha. Dạ. Của anh có bao nhiêu vậy? Dạ, của anh em thay có cái lọc gió có 700, tụi em không có lấy công. Dạ. Ok ok, vậy để anh gửi tiền cho mấy bạn nha. Dạ. Nè, cho anh gửi ra. Giữ đi. Ừ, dạ không được. Dạ. Cái này thôi, thôi khùng quá, khùng quá. Cái này là mấy bạn cất công đi rồi. Cái này tụi em đam mê. Đam mê anh em chơi chứ. Thì cái này anh cũng đam mê, thành ra mấy bạn cứ giữ đi ha. Dạ, anh cảm ơn nhiều. Em cảm ơn. Okay. Dạ, có gì anh sẽ cần anh sẽ gọi nha. Dạ dạ, anh có gì ở ngoài đường bất chắc cứ gì gọi em. Dạ. Ok ok. Dạ dạ, anh cảm ơn. Dạ. Đi đi đi. Em hửi cái xe. Trời ơi, công nhận. Con này á, mã lực cao lắm, vô trường là bao sân luôn á. Ôi, nghiên cứu dữ quá trời. Chứ sao bạn, một khi mà anh đã quyết định lấy chiếc xe đó thì rất là sáng suốt. Thôi, đi ăn. Ừ. Ai gọi vậy? Dạ. Dạ, đồ SOS nghe. Dạ, vậy hả anh? Dạ, dạ, cho em địa chỉ đi, em qua liền. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, tôi có tới liền. Dạ, dạ, dạ. Ủa đi. Hả? Đi, 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 đi. À, tính ra là đói lắm luôn rồi Thái ơi. Thì lỡ hết chuyến này đi rồi mình đi ăn. Trời ơi, sáng giờ lỡ mấy chục cuốc rồi đó. Tao chưa ăn sáng luôn á. Ừ, thôi gán gán đi, người ta đang gấp mà. Ủa mày không đói hả? Giờ giúp người ta là quên cái đói rồi mẹ ơi. Rồi thôi, tao gấp thì chơi. Xong rồi lát nữa ghé Phương ăn luôn. Ừ. Anh gọi SOS anh trai. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xe bị gì vậy anh? Không có chìa khóa, xe không có chìa khóa. À, ý là để quên chìa khóa trong nhà mà bây giờ cần đi gấp á. Chứ sao được. À vậy à, để em kiểm tra nha anh. Kiểm tra lẹ lẹ giùm nha. Dạ dạ. Có gì gấp á. Ủa mở đó. Không có cái đoạn hả? Đoạn gì? Tụi em sửa xe chứ đâu phải ăn cắp trộm gì có để anh trai. Ê, tôi có ăn cắp trộm đâu. Em đâu nói gì anh đâu. Ừ. Đấy là tôi. Anh sao hả? À, được được, em mở mở nhanh nhanh. Tôi đang cắp á, nói chuyện không có rõ. Thông cảm nha, tụi em không phải thợ sửa khóa cho nên em kích điện lên rồi anh đi đến chỗ làm khóa giúp em. Rồi rồi, rồi được nhanh. Gấp gấp giùm bạn. Chứ... Dạ. Anh để nó từ từ nó mới thông thả nó mới làm được. Mà anh có gì gấp gì vậy? Nhà này có việc á, nên là phải gấp chứ. Đây là nhà gần đây. Dạ, lên nhà đi, có gì anh giải quyết một chuyện xong rồi tụi em gửi xe lại cho. Không được. Chứ sao với nhà anh ở đây sẵn lên kiếm nhà gì phá. Nhà xa đó. Lắm, nhà cái cách đây xa lắm chứ đâu. Tại tôi chỉ nhầm. Mà lẹ lẹ đi hỏi nhiều quá trời, lại giúp đỡ người ta mà sao hỏi nhiều vậy. Anh lăng tăng quá, anh này khả nghi quá. Khả nghi gì? Không có gì đâu. Gấp gấp chồng nghe bạn ơi. Rồi rồi. Ai ai lấy người ta đồ cái thùng luôn ha. Tụi tao đấy. Làm gì đây sớm quá vậy? Lại coi nó sửa kìa. Đây. Làm gì tháo xe tùm lum vậy? Dạ em đang không có chìa khóa, em tháo ra em nối điện vô để chạy nè. Ủa, nối điện chị? Để chạy. Chạy rồi. Máy cũng ngon nè. Chìa khóa nè. Ôi trời ơi. Vậy thôi để em gắn vô luôn. Đỡ quá. Đây đây em. Ê, đừng có giả điên nha. Tụi mày dàn cảnh cướp xe đúng không? Cướp gì anh trai tụi? Ba tụi mày là mấy thằng đồng bọn với nhau. Có hai anh em mà. Thằng tóc dài nãy. Tóc dài nãy là chủ xe. Nhưng mà anh... chìa khóa này của tao. Thì hai anh em đó. Đúng rồi. Này là xe của tao. Tao không quen đằng đó. Anh nói sao chứ. Mới cầm thì chắc gọi điện thoại cầm chìa khóa xuống phải không? Rồi, xong. Em giao xe nha. Khỏi tiền mày. Hai anh mày đừng có giả điên với tao nha. Hai tụi mày dàn cảnh ăn cướp nè. Cướp gì anh trai, tụi em sửa xe SOS nè, ai gọi điện thoại tới hỗ trợ. Em bên SOS nè. SOS gì? Giả làm mấy cái chuyện này để đi dàn cảnh cướp xe của người ta. Giấy tờ đâu? SOS đâu? Phường mấy? Quận mấy? Tụi em tự phát thôi, nhưng mà tụi em đâu có ăn cướp dạm gì đâu. Ví dụ mà nếu tụi em ăn cướp phải có đoạn rồi tụi em bẻ đây chứ, đến mắt gì tụi em tháo này ra làm chi. Bẻ ổ khóa xài bằng gì? Đoạn. Tháo vàng áo. Tôi dứt. Ừ. Thì phải tháo ra mới nói với điện được chứ tại... Thì nói với điện vô mới lấy xe được đúng không? Anh lấy để em đề lên thôi chứ xe...
Thế em sao? Em không có lấy. Giờ tao không biết. Ly lên phường với tao. Ủa mà tụi em có làm gì đâu mà anh bắt lên phường giờ anh kêu lên phường. Làm gì nữa hả là sao? Em chỉ sửa xe thôi chứ em có phải là ủa hao thằng chậm gì. Gì em? Hai nãy dàn cảnh cướp xe em á anh. Anh trai, nhớ em không anh trai? Coi dừng lộn á, hai thằng đứa em này mới sửa xe cho anh xong mà. Tụi nó đàng hoàng lắm, làm gì có chuyện đó. Anh đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh trai. Không có anh là bị hiểu lầm rồi. Thôi đi ăn cơm. Mà nè, cảm ơn mấy cậu. Nhờ cái đội SOS của các cậu á, thì người dân mới được giúp đỡ. Nhưng mà mai mốt nhớ á, lên phường lên xã, người ta xin cái giấy để cái xác thực cái chuyện đó. Rồi người dân hỏi thì người ta lại tin tưởng hơn. Hiểu chưa? Dạ em biết rồi. Dạ em biết rồi anh trai. Để tụi em rút kinh nghiệm. Cảm ơn chú nha. Ủa mà sao xe bị chày quá vậy mấy chú? Ờ thôi em đâu có làm gì nhiều đâu. Ủa rồi có đổi biển số không? Không có rồi, tụi em đâu có thay biển số. Tụi em mở mặt nạ ra làm điện à. Đúng rồi anh trai. Cái này lô mấy giờ? Dạ lô B. Lô B hả? Dạ sao rồi anh? Anh đại xe lô C. Dạo này mấy cái chung cư nó xây mấy cái lô giống nhau quá nhìn rõ. Vậy là ai dắt xe anh ra đây nè, đúng không? Áo xe anh mới hơn. Này cũ rồi, biển số đâu phải của anh đâu, anh trên Sài Gòn mà. Ủa. Vậy xe này xe ai? Xe của tôi á, sửa xong chơi hả? Dạ chưa anh. Em mới cất đồ vô để em bài ra em sửa lại. À, chết luôn rồi, đang gấp luôn mấy bạn ơi. Đi lên gọi đầu luôn, còn chưa sửa xong nữa. Em bị hiểu lầm một chút xíu anh trai. Trời ơi, tao đang gấp đi thay đồ xuống đi đám cưới luôn đó. Nói chuyện gấp mà. Cho em hỏi cái đi. Xe mình phải biển số là 8767 không vậy? Đúng rồi. Rồi, sửa bạn ơi. Nhanh nhanh gấp. Trời ơi. Đói lắm rồi, đám cưới tới. Trời ơi, thấy xe vàng của em đâu không anh? Nhanh giùm đi. Rồi. Ê, đi ăn cơm mày. Đợi xíu gần xong rồi. Ừ. Tranh thủ đi, đói quá nè. Quay ra chưa? Đợi xíu gần xong rồi. Rồi, đợi. Ra trước nha mày. Má no quá à. Giờ này giảm cân ăn không có nhiều. Bây giờ này ăn bi sao rồi? Thì từ bữa lấy chồng Hà Nội có bầu tao đâu có gặp nó nữa đâu. Ê, nghe là tết á mình gom tiền rồi mình ra ngoại thăm nó một chuyến. Tao không nghĩ là nó lập gia đình sớm vậy luôn á. Ôi này bác sĩ kêu cưới rồi ha. Cái thằng này cãi nó thì miễn sao gia đình chồng với lại chồng nó thương nó là được rồi. Chứ bố đứa mình hồi nhỏ đứa nào cũng có ước mơ á, mà bây giờ lớn lên mỗi đứa một hướng ha. Như nhà tao nè, nhà tao ba đời làm rửa xe, tới đời tao tính bỏ rồi đó mà trời xui đất khiến sao vướng vô rửa xe luôn. Mà làm xong cứ bị ghiền hay sao á. Làm từ từ quen, ngày nào mà không chà chà cọ cọ là không có chịu được. Nói chung là mình làm liên quan đến xe là cũng được rồi, đúng không? Ừ thì mình không có làm theo cái ước mơ của mình hồi nhỏ, nhưng mà giờ mình làm mấy công việc này thấy hạnh phúc, thấy thoải mái là được rồi. Ừ thì đúng rồi, trời ơi thoải mái quá trời. Mặc dù làm hơi ít tiền, gian nắng thì đương đầu với nguy hiểm hơi nhiều, với lại cướp bóc giật đồ ăn trộm đồ. Thôi không làm nghỉ để tao làm mình được rồi. Vui mà, miễn sao vui là được. Cái kia là mặc dù, không? Ê, muốn gặp Bi không? Gặp gì, nó đang ở ngoài bệnh viện mà nội. Giờ anh rủ nó đua xe là được. Vừa phải thôi, bầu Bi đua xe. Không, đua xe trên này nè mấy ông nội. Game Cash Rider rất cộng á. Kêu thêm mấy thằng nữa đủ 8 người chơi cho vui. Đúng rồi, gom cho đủ vô, đặng tụi bay thấy được cái trình độ mà này của tao thế nào. Ê, nói về tốc độ chưa chắc mình thua bạn nha bạn. Bởi mà đừng ngủ chồng của con Bi chơi nha, nó chơi máu chó lắm á. Ôi trời, xong. Xe của cô bị dơ buri thôi, con tháo ra vệ sinh. Xe cắp vô đây hả? Chưa máy còn tốt lắm, ngon. Cô máy vô đây đó, chứ cũng không. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy cô? À, xe của cô bị hư buri. Hai cậu này sửa giùm cô thôi, không có gì. Trời ơi, quan tưởng mấy cướp chứ. Dạo này ở đây cướp nó lộng hành lắm á. Cướp gì mày? Hả? Thấy ăn cướp nào mà áo phản quang không? Trời, ba áo này mày mua được mà ăn cướp, giải dạng nhóc rồi đó. À, không có đâu anh ơi, tụi em chỉ giúp người là chính.
cô cho nhiêu thì cho chứ tụi em phải ăn cướp đâu. Không không có đâu mấy cậu ơi, hai cậu này sửa xe cho cô nhiệt tình lắm đó. Trời, đợi có tin được ai đâu cô. Nhiều khi á hả, xe cô không bị gì hết á, rồi nó thay tầm bậy tầm bạ vô, rồi nó đun tiền lên, nó luộc đồ xe cô cũng không chừng. Luộc không? Mày luộc không? Ờ, nói vậy, khỏi luôn, con thí cô luôn, con không có tiền. Tụi em sửa xe thôi, anh không có sợ, không có gì đâu anh. Thôi bỏ đi. Thôi vậy tụi con đi nha cô. Thôi cô cảm ơn tụi con nha. Nhiều chuyện không? Nhiều chuyện không? Thôi, kệ nó đi. Thôi, tụi con bỏ qua đi. Thôi giờ vậy nè, xe của cô sửa xong rồi, giờ tụi con lấy bao nhiêu tiền vậy? Dạ không. Hồi nãy lỡ nói thí rồi thôi. Dạ, không cần đâu cô, xe cô đâu có thay gì đâu, tụi con chỉ vệ sinh thôi à. Bây giờ tụi con cầm chút đỉnh này nè. Thôi. Đặng tụi con kiếm cái gì ăn lấy sức, đặng tụi con còn giúp đỡ cho người khác nữa. Nha con, nha, lấy giùm cô đi ha. Dạ, rồi. Cảm ơn. Cô chạy từ từ về nha. Cô đi nha con. Dạ. Rồi. Cô về. Dạ. Cái thằng này người ta nói gì kệ người ta đi, mình không có làm thì mình không có gì đâu phải sợ. Tôi nóng tính thôi bạn ơi, chứ tôi cũng dám làm gì ta đâu. Nè, không lấy mà sao cầm. Đưa vô đi mày. Ôi ơi, phải mấy cửa nãy chửi mình không? À, đúng rồi, hình như vậy á. Vậy mày gì vậy anh trai? Ủa? Cho chưa khẩu nghiệp mày nghe mày. Thôi để tao quay lại coi làm sao. Ôi gì vậy, nó chửi mình như con chó luôn á. Mày quay lại coi người ta bị gì giúp mày. Nó chửi mình như con chó luôn á. Cãi nó đi. Ê, ăn cướp tới, lừa đảo tới, lột đồ xe tới, có cần giúp gì không bồ? Thằng này lừa đảo gì? Hiểu hoài. Sao hai bạn bị gì vậy? Có cần tôi lừa đảo không? Ui. Làm tao liệu quá. Có cần tôi giúp không? Biết bị gì nữa thì xe của tụi mình nhưng để không nổi. Thôi được rồi, để tôi kiểm tra coi bị gì. Ôi, nhìn sơ qua là biết xe bạn là bị gì liền. Ủa, bị gì vậy? Cái xe này là cái buggy nó bị nhiều chuyện. Không, sau đó cái thắng của nó là bị ăn cướp nha. Cái càng là nó bị nghiệp nè, coi cái càng nó kêu nè. Nghiệp. Ôi, có im lặng cho tao sửa không? Được rồi. Cà khỉa hoài thằng. Rồi, biết bị gì rồi? Lấy đồ nghề cho tao. Xong rồi đó. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Không có hai bạn chứ hai tụi mình ở đây tới sáng luôn á. Thả tim cho hai bạn. Mình sến quá bạn ơi. Ôi, có gì đâu, việc của tụi tôi mà. Tôi cũng xin lỗi hai bạn vì sự cố không đáng có. Lỗi gì? Sao rút kinh nghiệm đi, đừng nhìn mặt bắt hình dông nữa. Làm ơn tìm hiểu kỹ người ta rồi phán xét. Đâu phải đứa nào cũng như đứa nào đâu. Tụi tôi biết rồi. Cảm ơn hai cậu lần nữa nha. Amana, tối hai bạn cũng là người tốt quá. Tôi có một điều muốn chia sẻ với hai bạn. Mời bạn nói. Tôi quên đem theo tiền rồi. Lỡ làm người tốt đó. Tốt cho chót luôn. Thôi anh đi đi. Thôi đi cô Hồn, Thí á. Mà này cho mượn thêm 50 đổ xăng nữa. Nhà rồi xa mà sẽ hết xăng. Vừa đủ 50 luôn á. 50 này nãy tao lừa đảo bà kia, giờ mày lấy á, mày mang nghiệp đi. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Hai mình sẽ mãi không quên hai bạn đâu. Thôi về sớm đi. Mày nha, mốt bớt nghĩ xấu với người ta đi. Mày mới nghĩ á. Đi về đi. Giờ có 50 nè, đổ xăng 30 thôi. Còn 20 đi mua mì ăn. Lên xe. Đỡ được bữa nay rồi đó. Được khi mai gặp hai này nó không chừng. Ê, tính ra là hồi nãy nó lừa đảo mình luôn. Đại nó đi. Thôi kệ, vui là được. Alo, SOS xin nghe. Tới liền.
Xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết không, cái trò mà Cast Rider Rose cộng này làm cho Ruby nhớ tới cái trò bom ngày xưa không mọi người? Nhắc đến bom hả, ngày trước tôi chơi tôi chùm bị sặc nước luôn á. Nhưng mà chơi game đó tôi khoái sặc gái hơn. Sặc đi, giờ có vợ rồi là sặc máu á. Nói chứ các bạn ơi, bạn nào mà đam mê tốc độ á thì cứ vô Cast Rider Rush cộng chơi đó, mình sẽ được trải nghiệm các kiểu rip xe đồ mà nó an toàn nữa các bạn. Xin chúc mọi người tham gia giao thông an toàn và chuẩn bị một cái Tết thật là sum vầy và ấm áp bên gia đình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau, bye bye. Nhớ like và subscribe cho kênh Pháp TV nha. Subscribe càng nhiều nha. Đặt mua các sản phẩm thời trang của Pháp TV tại pháp studio.vn. Tải ngay trên App Store và Google Play. 3, 2, 1, diễn. Còn tớ á, tớ sẽ ước mơ trở thành nhà thiết kế siêu xe xịn nhất thế giới để bán cho... Để thiết kế. Mình chờ, mình làm nhà thiết kế, mình phải thiết kế chứ, mình bán ai luôn. Để thiết kế cho xe của cậu. Nó lại chứ không lẽ giờ đôm vô chỗ đó trời. Còn tớ, tớ sẽ ước mơ trở thành nhà thiết kế siêu xe xịn nhất thế giới để bán cho... Bán cho... Con tớ, cho tớ. Thèm cái bát đầu lắm luôn á. Con cậu sao nè? Con tớ, tớ ước mơ trở thành nhà thiết kế siêu xe xịn nhất thế giới để thiết kế cho xe của cậu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mà đã khó gì mà thấy kỳ vậy. Mày vô mày làm giùm tao đi. Mày á. Rồi đẩy ra sao rồi không? Rồi, rồi. Kéo mất kiến ngoài. Tôi thấy tội phạm rồi. Anh Lộc kéo vô trong xíu, cái đó nó bị căng á. Nó chịu luôn mà. Lộc kéo mất kiến ngoài anh Lộc. Má ai vô đây. Lộc đeo mất cười. Khó chịu lắm, con quá khó chịu lắm. Sao sao lấy chim hai rồi? Vừa hồi anh chín rồi. Vừa hồi anh chín rồi. Hồi anh chín rồi. Chú khác chơi. Bữa giờ đéo biết bắn tiền luôn nè. Hai cái ngón này nè, hai cái ngón này thôi, chập lại. Rồi là xong rồi vậy thôi. Sống bao nhiêu đời đéo biết bắn tiền, trời ơi. Không biết bắn tiền bạn ơi, phó đạo diễn là bây giờ cuối anh lại không? 2020 đầu năm 2020. Không biết bắn tiền. Bắn mà như giò cháu quẩy vậy. Xong lát thì cảm ơn hai cậu nhiều. Anh Thuận ơi, tỉ người được trên Thuận đây nè. Ngon, ngon, ngon cưng. Rồi anh Thuận. Rồi anh Thuận lấy mấy cái khác đi anh Thuận. Anh Thuận làm cái này nè. Anh Thuận ơi. Nào anh Thuận làm được mấy cái, cả anh Thuận làm được một cái là cao. Quá những cảnh là tôm nè, có tôm nè. Con tôm nè. Con tôm nè. Con giỡn thôi chứ. Okay. Hai cái. Hai cái em. Ba cái. Mất cái càm nè.